Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da cho phụ nữ trên toàn thế giới, 1-800-918-3017. Quý vị đang trở lại với phần tin tức về cà phê buổi sáng được phát sóng với quý vị vào buổi sáng ngày hôm nay, thứ năm rồi, ngày 9 tại tháng 8 năm 2018. Ngày hôm qua đó, đúng sau khi mà xong chương trình cà phê sáng đó, thì chị biết có gì đặc biệt không? Đúng rồi, xong tức là 8 giờ sáng của ngày 8 tây tháng 8 của năm 2018. Wow, tất cả đều số 8. Dạ vâng, đúng 8 giờ sáng, về 8 giờ sáng là kết thúc chương trình. Ở trong dân gian đó, trong ông bà ta nói cái con số 8 là cái số số may phát mắn. May mắn rồi, số phát đạt, có nghĩa là thành công, nghĩa là thành tựu ra, người ta chỉ thấy một là số 9 hay là số 8. Anh nhưng thì Tuấn rất là thành công ngày hôm nay. Ngày hôm qua bán được hàng nhiều phải không? Nhiều order nhà Amazon phải không? Khổ dễ sợ. Vâng, thưa quý vị khán thính giả, bản tin mà chúng tôi sẽ đưa đến cho quý vị sẽ không có liên quan gì số 8, mà nó liên quan tới số 11. 11 đứa trẻ đã được phát hiện ra khi mà đang bị nhốt và giam giữ giữa sa mạc rộng lớn ở ngay tại nước Mỹ này, thưa quý vị khán thính giả. Và kính thưa quý vị, bản tin mà chúng tôi nhận được cho biết rằng sa mạc ở ngay tại Hoa Kỳ là một vùng gọi là xa xôi và hẻo lánh. Có dịp mà nó bay trên phi cơ đó, nhìn xuống, khi mà chúng ta bay sang cái tuyến đường mà sang Arizona, quý vị thấy nếu như bị lạc ở sa mạc Hoa Kỳ thì dường như cái cơ hội sống sót cũng khá là khan hiếm. Bởi vì đây là thứ nhất là toàn cát, toàn là cát, toàn là nắng và hoàn toàn không có bóng người. Thì ở nơi tại vùng xa xôi hẻo lánh đó có một cái trại được dựng lên. Cái trại này do chính một người có tên là Sirai Waha. Chúng tôi hy vọng rằng sẽ có hình ảnh của tên hung thủ này, thưa quý vị. Tại vì sao lại tên này lại nhốt những đứa trẻ giữa cái cánh đồng sa mạc? Bản tin cho biết rằng y là một trong những tay chân của những thành phần khủng bố. 11 đứa trẻ được y giam giữ nằm trong kế hoạch rằng sẽ là những tay súng trong tương lai để xả súng, nổ súng và huấn luyện để đánh bom cho ở ngay tại các trường học ở ngay tại Hoa Kỳ. Những hình ảnh cho chúng tôi rất mong chờ những hình ảnh này được đưa lên, thưa quý vị. Và như quý vị biết rằng người đàn ông này trong lúc mà giam giữ các em cùng với 5 người khác cũng bị bắt, mang theo một khẩu súng trường và 4 khẩu súng lục. Y được coi là một người lãnh đạo về Hồi giáo nổi tiếng ở Brooklyn, New York. Sa mạc ở ngay tại tiểu bang New Mexico đã tìm thấy 11 đứa trẻ lần này. Và theo như những người đã tìm được là những người trong bộ trang phục, đó là sĩ quan, thì họ nói rằng đầu tiên đó, họ tìm thấy những đứa trẻ này trông như những người tị nạn từ thế giới thứ ba. Đó là những hình ảnh mà quý vị đang thấy. Họ nói là họ không thể tin vào mắt mình rằng ở ngay tại nước Mỹ vẫn còn những hình ảnh này xảy ra. Họ nói nhìn, chúng tôi không nghĩ rằng chúng tôi đang ở Mỹ mà ở ngay tại châu Phi. Mà phải châu Phi là những nước gọi là phát triển, mà ở châu Phi mà ở nước cực kỳ nghèo khổ từ thế giới thứ ba. Những cái khu trại này nằm tồi tàn giữa hoang mạc. Các em có từ 1 cho tới 15 tuổi, tức là rất nhỏ thưa quý vị, đã bị bỏ đói và không biết rằng vì một lý do nào đó các em đã tìm được một chiếc điện thoại và đã gửi tin nhắn cầu cứu. Như vậy là đây là một sự kiện, một vụ tìm ra được vụ bắt giữ và cũng giống như nhốt bỏ đói các em. Không biết rằng ở trên sa mạc rộng lớn của New Mexico, Arizona và nhiều những sa mạc khác, liệu vẫn còn những cái trại này nằm ở đâu đó hay không? Wow, tội hả Tuấn hả? Dạ. Và trở lại vấn đề Amazon thì
những cái store bên cạnh đó. Quý vị cũng nghe cái rumor đó là Apperson và Raya sẽ sáp nhập với nhau, nhưng vào sáng nay theo thông tin cho biết là đột ngột bỏ kế hoạch này, và vì lý do cho biết rằng là những cổ đông của công ty của Apperson và cổ đông của công ty Raya họ chống đối điều này, và theo sự thỏa thuận này đã được bác bỏ, thưa quý vị. Và việc sáp nhập sẽ tạo ra với một công ty mới có một doanh thu là 83 tỷ đô la hiện tại của Raya. Và theo CEO của công ty này cho biết là chúng tôi sẽ nghe những quan điểm và lắng nghe những quan điểm những người cổ đông này, và họ sẽ không sáp nhập Raya tại với Apperson nữa, và Raya muốn trở thành một công ty độc lập và sẽ không sáp nhập Apperson và Raya với nhau lại. Như quý vị cũng biết, Apperson là có tất cả trên toàn store ở Westminster này, mình cũng có một couple vài cái store của Apperson, và Raya cũng khắp mọi nơi, và hai công ty này tính sáp nhập với nhau, nhưng mà vì Raya phát triển nhỏ hơn so với Apperson, tính vì vậy mà cổ đông của Apperson không muốn Raya sáp nhập với lại Apperson, vì họ sợ rằng stock của họ sẽ đi xuống. Lần đầu tiên chính phủ Trung Quốc cho biết rằng họ khuyến khích các công dân của họ đẻ từ hai con trở lên. Thưa quý vị, trong bài xã luận của tờ China Daily, một trong những cái tiếng nói của cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết rằng dưới những cái tình hình mà họ thấy rằng sự sụt giảm về dân số ở ngay tại Trung Quốc, như quý vị biết rằng Trung Quốc và Ấn Độ là hai quốc gia có dân số đông nhất thế giới. Trung Quốc bây giờ là có tới 1.7 tỷ người, thưa quý vị. Và theo những cái số liệu thống kê đó, thì họ nói rằng trong khoảng thời gian vừa qua, tỷ lệ sinh đẻ con cái ở Trung Quốc là khoảng 1.6 đứa con cho mỗi hộ gia đình. Có nghĩa là chỉ trên lệch cứ coi như cứ 3 hộ gia đình thì cứ 2 hộ là một đứa, và cứ 1 hộ có 2 đứa mà thôi. Nhưng lần đầu tiên họ thấy rằng cái mức sinh đẻ như thế này trong tương lai một vài thập kỷ nữa, Trung Quốc sẽ thiếu đi nguồn lao động và nó sẽ giảm đi cái sự phát triển của quốc gia này. Nên họ đưa ra mức dự tính, tức là họ mong muốn rằng những đứa trẻ trong một gia đình sẽ được sinh ra vào khoảng 2.1 đứa con. Họ tính bằng những con số, quý vị, tức là họ khuyến khích những người trẻ ở Trung Quốc hãy đẻ con đi nhiều hơn 2 đứa. Quý vị thấy là không ạ? Trước đây đó, những ai đã từng nghiên cứu về những cái hệ thống về dân sinh của Trung Quốc, quý vị biết rằng thậm chí Trung Quốc còn không muốn những hộ gia đình đẻ, bởi vì dân số bị gia tăng đột biến quá nhiều, đất chật mà người đông, thưa quý vị. Nhưng khi mà lời thông cáo này được đưa ra, các hộ gia đình, nhất là những người trẻ Trung Quốc, họ vẫn không cần ngó ngàng gì đến, bởi vì đối với họ, thứ nhất là ở các thành phố, chi phí sinh đẻ, nuôi dạy con cái ngày càng cao hơn, thì những người trẻ thì người ta không muốn cái điều đó. Người ta nói rằng thôi, chúng tôi phải lo cho cuộc sống của chúng tôi trước. Bởi vì như quý vị biết rằng thành phần từ ở dưới nông thôn dọn lên thành phố của Trung Quốc sinh sống thì ngày càng nhiều, phải dọn lên để mà họ có thể có một cái cuộc sống ấm no hơn. Vì tranh đua nhau, vì đất chật người đông, nên họ phải lo cho chính cuộc sống họ trước, nên họ gạt bỏ qua chuyện con cái. Trước đó, thưa quý vị, thì Trung Quốc đợt áp dụng để hạn chế tăng trưởng dân số được bắt đầu năm 1979, là quốc gia đông dân nhất thế giới. Và bởi vì họ có một số lượng lao động dồi dào như vậy, nên họ đã trở thành gọi là cái nôi sản xuất của cả thế giới, thưa chị. Dạ, và trở lại California thì hơn 1.700 cây cần sa và gần 20 cây cần sa đã được chế biến không đi theo luật pháp và không compliance, tức là không đi theo luật của California, đã bị bắt tại địa hạt San Bernardino, thưa quý vị. Và các quan chức thi thuật luật pháp cho rằng là họ đã không tuân theo thủ thuật trồng những cây cần sa này tại California, và nghi phạm trong vụ bắt giữ ma túy lớn này được xác định bởi chính quyền, đó là một Crash Sharnif, 70 tuổi, tại ở khu vực này, và ông ta đã trồng số lượng cây cần sa rất lớn vào khoảng 8 giờ 45 sáng ngày thứ ba vừa rồi, và các nhà điều tra đã khám xét tại khu vực này và kiểm tra đã thấy 1.709 cây cần sa và 19 bao thuốc nổ đã được xử lý tại trong khu vực này, thưa quý vị. Và hiện tại ông ta đang bị bắt giữ. Và chương trình Cà phê sáng sẽ trở lại với quý vị trong vài giây phút quảng cáo.